Các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 7 của bộ truyện Sư Gia Bá Đạo do Khánh Duy diễn đọc. Mời quý vị cùng lắng nghe. Cung tiễn thuộc về binh khí, ở thời cổ đại thuộc vào khí giới bị quản chế. Lão bá tánh bình thường không thể sở hữu. Chi huyện cảm kích hắn trợ giúp phá án mạng trọng đại, liền cho mượn một chiếc cung và một túi tên, bảo hắn sử dụng xong hãy đem cung trả lại ở Thính Tùng Tự, ra cho Huyền Âm Phương Trượng, sau đó sẽ có người đến lấy. Mạnh Thiên Sở trước đây chưa hề dùng qua cung tiễn, liền nhờ vị cung tiễn thủ trong số bộ khoái đó dạy hắn phương pháp sử dụng và những điều cần chú ý. Yếu lĩnh bắn cung rất đơn giản, chỉ luyện chừng khoảng thời gian bằng một bữa cơm, Mạnh Thiên Sở đã học được. Chi huyện thấy hắn vừa học bắn cung đã muốn đi săn bắn, đành cười và lắc đầu. Tần Dật Vân nghe nói Mạnh Thiên Sở còn ngủ ở cổ tự này, hơi bất ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều. Y đã bỏ bạc ra nhờ Ngô Thác đưa thi thể của Tần phu nhân xuống núi, đến tập trấn tìm tiệm quan tài đóng quan tài, đưa thi thể nhập liệm vận chuyển về Tô Châu. Sau khi sắp xếp đâu vào đó, y cáo từ Mạnh Thiên Sở cùng với đồng chi huyện cùng nhau xuống núi. Hạ Vượng, Hạ Trưởng Quỹ sau khi cảm tạ ân nghĩa của Mạnh Thiên Sở cũng cùng xuống núi. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến nghe Mạnh Thiên Sở nói còn định ở lại cổ tự này một đêm, không hiểu dụng ý thế nào. Ba điều quy ước giữa họ đã nói ký hết rồi, nên mọi việc do Mạnh Thiên Sở làm chủ, cho nên bọn họ không tiện ở trước mặt mọi người hỏi vì sao. Mọi người đi hết, trong chùa chỉ còn lại hai vợ chồng Mạnh Thiên Sở và nha hoàn Phi Yến cùng người hầu Lão Hà Đầu. Ngoài ra còn có Phương Trượng Huyền Âm, tổng cộng là 5 người. Dĩ nhiên còn có 3 phần mộ trong rừng đằng sau chùa. Hạ Phượng Nghi bấy giờ mới lên tiếng hỏi Mạnh Thiên Sở. Chàng thật sự muốn đi săn sao? Đúng vậy, ở đây cảnh sắc yêu mỹ thế này, ở thêm một đêm để hưởng thụ thêm sân sắc mỹ cảnh vùng này. Chờ đến Hàng Châu rồi, muốn ngắm cảnh non xanh nước biếc thế này thì chỉ phải ra thành mới xem được. Nói xong, Mạnh Thiên Sở tìm một khối gỗ thật dài, lấy một miếng ngói vẽ lên đó một vòng tròn và hồng tâm ở giữa, dựng đứng ở vách xương phòng trong vườn, bước qua một bên bắt đầu luyện tập bắn tên. Hạ Phượng Nghi lại hỏi: Tướng công, con đường này đều là sơn lộ, chàng muốn du ngoạn sơn thủy, chúng ta đi đổi chỗ nào có phong cảnh tốt chút được không? Phi Yến len lén nhìn về phía cánh rừng rì rào sau chùa, miễn cưỡng cười nói: Đúng à, thiếu gia, nơi này chúng ta hay là tìm chỗ khác đổi đi. Mạnh Thiên Sở đương nhiên biết hai người họ chính là sợ nữ quỷ ấm em bé khóc trong rừng, nên trương cung đáp tên, nhắm ký hồng tâm bắn liên tục, nhẹ giọng đáp: Không cần sợ, có ta ở đây sợ cái gì, ta luyện bắn tên chính là muốn bắn trúng nữ quỷ này. Nói xong vù một cái, một mũi tên lại được bắn ra, chỉ trúng vòng thứ tư, suýt chút nữa là trượt ra ngoài. Mạnh Thiên Sở cười bối rối: Thật là xem người ta quấn thuốc giết khói thì thật là đã, còn mình quấn thuốc giết khói thì sặc chảy nước mắt. Cái trò bắn tên này không dễ chút nào à? Phi Yến đắn đo một chút lại hỏi: Thiếu gia, ngài thật sự chuẩn bị dùng cung tên này bắn nữ quỷ sao? Đúng à, không thấy thiếu gia đang chuyên cần khổ luyện hay sao? Mạnh Thiên Sở dương cung lắp tên nhắm kỹ, bắn vù một cái nữa, lần này bắn trúng vòng thứ 6. Mạnh Thiên Sở đắc ý cười nói: Tiến bộ không ít nha. Hắn lấy tiếp một mũi tên từ trong túi tên, nhắm kỹ bắn tiếp, lần này lại trượt, bắn thẳng vào vách gỗ, đuôi tên rung động kêu ong ong. Hạ Phượng Nghi lên tiếng: Tướng công, nữ quỷ đó không chọc chúng ta hay là đừng chọc ả, bình an vô sự hay hơn. Mạnh Thiên Sở ủ rũ hạ cung tên xuống, quay đầu lại nói: Nương tử, nàng nói lời này không đúng đâu, nàng không nghe người ta nói sao? Nữ quỷ này ở phía sau núi lâu rồi, cổ tự này vốn có hương hỏa rất khá, nhưng do có quỷ ám, tăng lữ đều bỏ chạy hết, hương khách cũng không dám đến. Một ngôi chùa tốt như thế này mà hiện giờ cũ nát bất kham, xem ra chuyện bốn phía không có nhà nào cũng có liên quan đến nữ quỷ này à. Chúng ta lần này tá túc trong chùa, Huyền Âm Phương Trượng đối với chúng ta không tệ, chúng ta có thể trợ giúp chùa một chút, bắt nữ quỷ này, trả lại sự thái bình cho nơi này, âu cũng là một chuyện kiến công tích đức à. Hạ Phượng Nghi nói: Lời này có đạo lý, thế nhưng mà đó là quỷ a, chúng ta lại không phải là đạo sĩ, ngay cả Huyền Âm Phương Trượng cũng không thu phục được ả, hà huống gì chúng ta. Mạnh Thiên Sở bước lên một bước, kề sát vào mặt nàng khẽ nói:
Ta nếu bị nữ quỷ đó ăn thịt rồi, nàng chẳng phải là không cần chờ 1 năm hay sao? Vậy chẳng phải tốt hơn hay sao? Hạ Phượng Nghi dậm chân nói, người ta nói lời thật lòng, huynh lại... Trong lúc gấp gáp, gương mặt xinh của nàng đỏ hồng. Mạnh Thiên Sở đưa tay vỗ vỗ vai nàng. Được rồi, phu quân dẫn chơi thôi, đừng lo. Phu quân nắm chắc là lần này sẽ bắt gọn nữ quỷ đó để cho các người xem bản lĩnh của phu quân ta. Huyền Âm Phương Trượng đi từ trong Đại Hùng Bảo Điện ra, chắp tay nói, Mạnh thí chủ, nữ quỷ này đã ở đây nhiều năm nhưng không hề làm hại người, không cần quản á. Mạnh Thiên Sở đáp, đại sư, chúng ta sao lại tha cho yêu ma quỷ quái tiêu diêu tự tại ngoài chùa này, tha hồ mà dọa nạt người qua đường, làm cản trở sự tu hành của đại sư vậy? Mạnh mỗ không biết thì thôi, nếu biết rồi thì nhất định phải quan chuyện này. Huyền Âm gật đầu, đa tạ Mạnh thí chủ, chỉ có điều Mạnh thí chủ có thể hàng yêu phục ma hay sao? Đương nhiên là có thể, nếu không Mạnh mỗ gặp phải loại lệ quỷ như thế này còn không chịu chạy cho sớm hay sao? Thỉnh đại sư an tâm, Mạnh mỗ nếu đã muốn quản rồi, khẳng định là đã nắm chắc trong lòng bàn tay, không thể để cho bản thân mạo hiểm đâu. Huyền Âm và hai chủ tớ Hạ Phượng Nghi thấy hắn nói giống như thật vậy, nhớ lại hắn khi phá án giết người liên hoàn trong chùa này đã áp dụng nhiều biện pháp ly kỳ cổ quái, cho nên bắt đầu nửa tin nửa ngờ. Hạ Phượng Nghi thấy Mạnh Thiên Sở quyết tâm như vậy, không tiện nói gì thêm. Cả buổi chiều hôm đó, Mạnh Thiên Sở đều luyện tập bắn tên. Mới lúc đầu thì 10 mũi tên hắn bắn chật bia hết 3 mũi, thỉnh thoảng mèo mù vớ được cá rán, trúng hồng tâm được 1-2 mũi tên. Nhưng sau đó không còn mũi tên nào chật bia nữa. Khi luyện đến mặt trời xuống núi thì ở ngoài 10 bước hắn không dám nói là bắn mũi nào cũng trúng hồng tâm, nhưng đại bộ phận đều bắn trúng gần xung quanh đó. Mạnh Thiên Sở vừa ý vô cùng, kết quả này bảo chứng trong vòng 10 bước bắn trúng nữ quỷ đó không bắn chật ra ngoài thân cây xung quanh, còn có bắn trúng tim hay không thì chắc phải dựa vào vận khí rồi. Khi Mạnh Thiên Sở luyện tập công phu bắn tên này thì Hạ Phượng Nghi và Phi Yến cũng quét dọn trước sau trong ngoài chùa sạch sẽ. Tối hôm qua, thi sinh Trương Chấn Vũ mời Mạnh Thiên Sở uống rượu. Số thịt cá còn lại sau bữa tiệc này, Phi Yến định đổ đi hết. Nhưng Mạnh Thiên Sở không cho, dùng giấy dầu gói lại để đó, nói tối bắt quỷ còn có việc dùng. Chiều tà, mặt trời xuống núi, năm người đến chai phòng ăn cơm trắng, củ cải muối, đậu hũ kho. Huyền Âm đốt một cái đèn nhỏ cho cả nhà Mạnh Thiên Sở dùng. Mạnh Thiên Sở cho Hạ Phượng Nghi cùng mọi người ngủ, còn mình thì đeo cung vào, đi vào rừng sau chùa bắt quỷ. Hạ Phượng Nghi chụp kéo hắn lại, tướng công, hay là đừng đi nha. Mạnh Thiên Sở cười cười, nhẹ vỗ mu bàn tay của nàng. Đừng lo lắng, ta bắt xong quỷ sẽ quay trở về, các nàng ở trong phòng chờ ta. Sắc mặt Hạ Phượng Nghi hơi tái, cắn răng đứng dậy nói, Vậy thiếp đi cùng chàng. Mạnh Thiên Sở phỉ cười, nàng không sợ quỷ sao? Sợ, thế nhưng chàng đi một mình thiếp không an tâm. Lão Hà Đầu cũng vội đứng dậy, hay là để tôi đi cùng thiếu gia, thiếu phu nhân và Phi Yến ở lại trong phòng. Phi Yến nói, thiếu phu nhân đi, em cũng đi, hay là tất cả chúng ta cùng đi đi, tốt nhất là gọi Huyền Âm Phương Trượng luôn, năm người chúng ta đối phó nữ quỷ đó, dù sao phần thắng cũng nhiều hơn. Mạnh Thiên Sở tiếp tục cười cười, nhiều người như vậy quỷ sẽ sợ mà chạy mất, không bắt được đâu, tối đa chỉ một người đi thôi. Để tôi. Ba người cùng nói một lượt. Mạnh Thiên Sở gật đầu nói, rất tốt, đều không sợ quỷ, thật là dũng khí có thừa à. Ngẫm nghĩ một chút, hắn nói với Phi Yến, một người bắt quỷ buồn chết đi được, như vậy đi, Phi Yến em đi cùng ta được không? Phi Yến giật nảy người, vừa rồi cô bé chỉ nghe nói thiếu phu nhân muốn đi nên mới đòi đi cùng, huống chi còn có Huyền Âm Phương Trượng và mọi người cùng đi. Thật ra thì Phi Yến vô cùng sợ quỷ, làm gì dám đi cùng Mạnh Thiên Sở tới bắt quỷ. Mạnh Thiên Sở nói như vậy rõ ràng là cố ý chọc cô bé. Phi Yến ấp úng, em thiếu gia này. Mạnh Thiên Sở thở dài, thôi được, cứ để một mình ta đi vậy. Vốn nghĩ nếu như vận khí của ta không tốt, bị nữ quỷ hại thì còn có người thu thây báo tin, không ngờ Nói xong hắn quay người định đi. Phi Yến cắn răng, được, thiếu gia, Phi Yến đi cùng thiếu gia. Hạ Phượng Nghi hỏi, Phi Yến em đi được không? Thêm một người dù sao cũng có thêm một phần lực lượng, nữ quỷ đó nếu thật sự muốn ăn thịt người thì cứ để ăn em đi, thiếu gia có thể nhân lúc đó mà chạy thoát. Mạnh Thiên Sở thấy mặt của Phi Yến đã biến hẳn, nói ra vẻ rất bi tráng
nhịn không được phì cười. Yên tâm đi, hai chúng ta là đi bắt quỷ chứ không phải đi dâng thức ăn cho quỷ. Cho dù em sống chán rồi thì ta vẫn còn chưa chán đâu. Nhất định là ta không muốn đi chịu chết. Nếu là đã quyết định đi thì ta phải nắm chút phần thắng gì đó chứ. Mọi người không biết à, ta trước đây đọc sách không xong, lần nào đi thi cũng rớt. Nhân vì tâm tư của ta đều tập trung vào mấy cái ngón phá án bắt quỷ bằng môn tà đạo này. Hai ngày nay mọi người không thấy sao, thiếu gia ta phá án lợi hại không? Cái món bắt quỷ này càng không cần phải nói. Do đó yên tâm đi, có ta ở đây sẽ không để quỷ ăn thịt em đâu. Phi Yến và Hạ Phượng Nghi, Lão Hà Đầu nghe Mạnh Thiên Sở nói vậy, lòng nghĩ hắn nói cũng đúng. Nếu như bản thân hắn không nắm chắc chút gì đó thì chẳng lẽ điên mà chạy đến nộp mạng cho quỷ sao? Phá án đã lợi hại như vậy thì bắt quỷ nhất định là không vừa gì. Vì thế mọi người đều có phần an tâm. Phi Yến hỏi, có cần em đeo theo đao hay cái gì đó không? Mạnh Thiên Sở lắc đầu, không cần dùng nữa, chờ một chút bắt được quỷ em giúp ta cho giữ quỷ là được. Phi Yến hoảng sợ biến cả sắc mặt, nhưng lời đã nói dù có lòng thu hồi cũng không thể thu lại. Cô bé chỉ hy vọng ký thác vào bản lĩnh bắt quỷ của Mạnh Thiên Sở và tự nhủ, chỉ cần bắt được quỷ là bản thân sẽ co giò chạy, có nói thế nào cũng không giúp thiếu gia trói quỷ. Mạnh Thiên Sở đem gói thịt gà quay và cá hấp ăn thừa tối qua ra bảo Phi Yến cầm, rồi dẫn cô bé rời khỏi phòng. Trước Đại Hùng Bảo Điện, Huyền Âm Phương Trượng cầm một thiền trượng trong tay nói, Mạnh thí chủ, lão nạp cũng theo thí chủ đi. Mạnh Thiên Sở mỉm cười chắp tay, xin đa tạ đại sư, nếu thật sự có lòng trợ giúp thì hãy ở lại bảo điện tụng niệm kinh Kim Cương dùm ta, để trợ cho ta một chút lực. Huyền Âm cũng chắp tay, cái này cũng có hiệu dụng sao? Đương nhiên là hiệu dụng, thế nhưng chỉ có thể tụng niệm nhỏ tiếng, không được lớn tiếng làm ồn, nếu không nữ quỷ nghe thấy sợ hãi chạy trốn, chúng ta sẽ phí sức thôi. Được, vậy Bần Tăng sẽ ở đây tụng niệm kinh Kim Cương trợ một chút lực cho Mạnh thí chủ. Mạnh Thiên Sở ôm quyền nói, nếu thế thì xin đa tạ. Đúng rồi, chờ một chút nghe đứa bé của nữ quỷ đó khóc, đại sư không được niệm Phật hiệu làm nữ quỷ đó sợ đào tẩu, nếu không chúng ta cũng phí công không. Bần Tăng nhớ rồi, lập tức bắt đầu niệm kinh đây. Nói xong đi vào đại điện, ngồi xếp bằng trước tượng Phật, bắt đầu nhỏ giọng tụng kinh. Mạnh Thiên Sở cười thầm, nói với Hạ Phượng Nghi và Lão Hà Đầu, hai người không được đến Đại Hùng Bảo Điện nhiễu loạn đại sư tụng kinh, cứ thủ ở trong phòng đừng ra ngoài, chờ chúng ta trở về. Lão Hà Đầu cung kính đáp, thiếu gia người yên tâm. Hạ Phượng Nghi bước lên một bước, nhỏ giọng nói với Mạnh Thiên Sở, chàng, mọi người nhất nhất phải cẩn thận. Mạnh Thiên Sở gật đầu, vai mang cung, dẫn Phi Yến đi ra rừng tùng phía sau miếu. Đến lúc này trời đã tối sầm xuống, đêm qua mưa suốt cả đêm, đêm nay ánh trăng mông lung chiếu qua rừng cây, từng bóng chập chờn và tiếng nước reo tích tắc thoáng qua bụi cỏ, khóm cây bụi và những cành cây non. Mạnh Thiên Sở dẫn theo Phi Yến đến ba mộ phần mới chôn ban ngày. Hôm qua mọi người còn nói cười cười với nhau, hôm nay đã biến thành ba cái xác không hồn dưới đống đất vàng. Quả thật là khiến cho người ta cảm thấy cái ý nghĩa sâu xa của câu thế sự vô thường. Phi Yến theo sau Mạnh Thiên Sở, vốn đang sợ muốn chết, thấy ba ngôi mộ mới càng sợ hơn, người run như cầy sấy nói, thiếu gia, chúng ta đổi chỗ khác, bắt được không? Trong rừng cây âm sầm khủng bố này, cô bé nói liền một lúc ba tiếng bắt, nhưng ngay cả một tiếng quỷ sau đó cũng không nói thành lời. Mạnh Thiên Sở nhìn bộ dạng run rẩy của Phi Yến như vậy, trong lòng rất vui, thầm nghĩ như vậy mà không làm cho cô nhóc quậy sợ đến chết không xong. Hắn cười bảo, bắt quỷ đương nhiên là phải đến phần mộ rồi, phần mộ là nhà của quỷ mà, hơn nữa mộ càng mới thì càng tốt. Vì sao? Phi Yến túm lấy y phục của Mạnh Thiên Sở, nhanh chóng đưa mắt quét nhìn ba ngôi mộ mới, sợ đến bùn rùn chân tay, vội vã cúi đầu trốn vào sau lưng Mạnh Thiên Sở, run không nói lên lời. Không nghe nói sao, người sau khi chết trong vòng 7 ngày sẽ hồi hồn, đặc biệt là vào đêm thứ hai, quỷ hồn nhất định sẽ quay trở lại, nhìn xem cho nó chết lúc trước ra sao. À, thiếu gia, cầu xin thiếu gia mà, đừng nói nữa. Phi Yến dường như áp sát vào lưng Mạnh Thiên Sở, thậm chí nếu có thể cô bé sẵn sàng nhảy phốc vào trong lòng hắn. Mạnh Thiên Sở thấy cô ả đã sợ không còn hồn vía gì nữa, liền ngừng không dọa tiếp, lấy gói giấy dầu bao thức ăn thừa ra phân thành 3 phần, bước đến trước mộ để lại mỗi mộ một phần thức ăn. Phi Yến vốn không dám đến gần mộ,
nhưng hiện giờ không còn lựa chọn nào khác. Vì để mình cô nàng ở đây thì càng sợ hơn, chi bằng bám sát theo người hắn, an tâm hơn một chút. Cô bé thấy Mạnh Thiên Sở phân đồ ăn ra, liền hỏi: Thiếu gia, mấy thứ đó không phải thiếu gia nói để thiếu gia dùng hay sao? Không, là để trên mộ cúng thôi, quỷ mới phải ăn no mới không làm loạn được. Hơn nữa ta còn hy vọng chờ một lát nữa bọn chúng sẽ kêu đến cả đám giúp chúng ta bắt nữ quỷ ấm em bé đó nữa chứ. À, Phi Yến lại kêu lên một tiếng nhỏ cả kinh. Nghe nói một chút nữa sẽ có 3 con quỷ mới từ 3 phần mộ chui ra, tổng cộng một lúc đến 4 con, cộng thêm con quỷ ấm em bé khóc, như vậy là chết chắc rồi. Cho nên cô ả sợ đến nỗi nhún người xuống đất. Mạnh Thiên Sở lập tức kéo cánh tay cô bé xách lên: Đồ nhát gan, sợ cái gì, có bổn đại sư tại đây, ác quỷ chẳng hại được nhà ngươi đâu. Hắn vừa nói vừa kéo Phi Yến đến dưới một cây cổ tùng, ngước đầu nhìn nói với Phi Yến: Chúng ta trèo lên cây chờ cho nữ quỷ ấm em bé ra, em leo lên trước đi, ta yểm hộ. Trên cây dù sao cũng cảm thấy an toàn hơn trước mấy ngôi mộ mới. Phi Yến vội vã trèo lên cây, bám vào cành bò lên. Chỉ có điều là cô ả chưa bao giờ leo cây, trèo cả nửa ngày mà chẳng tiến triển chút nào. Mạnh Thiên Sở chỉnh lại cung tên trên vai, hai tay ôm eo của cô bé dùng lực đẩy lên. Phi Yến mượn thế chụp một chạc cây to bằng cầm tay em bé, hai chân chòi chòi lên thân cây cố trèo lên, nhưng không có chút sức nào nên mãi chẳng trèo lên được. Mạnh Thiên Sở vô kế khả thi, chỉ còn biết đưa hai tay đỡ mông của cô bé dùng sức đẩy lên, cuối cùng đưa Phi Yến trèo lên được chạc cây đó. Hắn bảo: Ôm chặt nhánh cây không được động, cho ta leo lên đó kéo em. Nói xong hắn vịn vào các chạc cây, thoát cái đã trèo lên trên, đứng vững rồi mới kéo Phi Yến lên đứng trên một nhánh cây to bằng cánh tay. Nhánh cây này rất chắc, tùy tiện cũng có thể chịu được trọng lực của hai người. Theo nhịp cành cây rung động, Phi Yến sợ hãi ôm chặt Mạnh Thiên Sở, chẳng dám động đậy chút nào. Mạnh Thiên Sở cười khổ nói: Bà cô à, cô ôm ta như vậy, lát nữa ta làm sao phóng tên bắt quỷ đây. Phi Yến cảm thấy không ổn, nhưng không dám buông tay, sợ vừa buông tay là rơi xuống dưới, hoảng loạn nói: Em cũng không muốn, thế nhưng... Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo: Như vậy đi, em từ từ dựa vào thân dưới của ta, ngồi trên nhánh cây này, như vậy ta mới dễ dàng khai cung phóng tên, được không? Xem ra chỉ còn có như vậy thôi. Phi Yến coi thân thể Mạnh Thiên Sở như cái cây, từ từ dịch sát người xuống, ngồi trên cành cây to bằng cánh tay, một tay giữ chặt cây, một tay ôm chặt một cái đùi của Mạnh Thiên Sở, mông cũng có chỗ dựa, bấy giờ mới yên tâm. Mạnh Thiên Sở phân ra hai chân, đạp hai nhánh cây, lưng dựa vào thân cây, ổn trụ thân hình, trường cung giữ chặt trong tay, rút ra một mũi điêu linh tiễn trong túi lắp vào cung, dương mắt nhìn xuống 3 ngôi mộ mới bên dưới. Dưới ánh trăng mông lung, 3 mộ mới có thể nhìn thấy lờ mờ. Những mộ này cách ngôi chùa khoảng 100-200 mét, chỗ cây cối ở đó bị chặt đi, xung quanh chỉ là những cỏ xanh thấp nhỏ, cho nên mới có vẻ rất trống trải. Ngồi một lúc, Phi Yến định thần, thấp giọng hỏi: Thiếu gia, kỳ thật Phi Yến căn bản không giúp gì được thiếu gia, có phải thiếu gia nhớ cái hận lần trước em ở khách sạn làm nhục ngài, do đó lần này sử dụng cách này để chỉnh em không, đúng không hả? Mạnh Thiên Sở cười cười, thầm nghĩ: Cô nhóc ngươi cũng không ngốc à. Nhưng miệng hắn vẫn nói: Ta sao lại độc ác như vậy, dọa chết em đối với ta có gì tốt đẹp sao? Thanh âm của Phi Yến có phần nghẹn ngào. Dù gì thì Phi Yến cũng nợ người đó, lần này nếu mà bị ác quỷ đó dọa chết thì cũng là đáng cho em. Mạnh Thiên Sở nghe cô bé nói giọng đáng thương như vậy, lòng cũng mềm hẳn đi, đưa tay vuốt vuốt tóc nàng. Ta đã nói đừng lo lắng rồi mà, chúng ta đến để bắt quỷ chứ không phải để nộp mạng. Chờ chút, nếu quỷ mà đói thật muốn ăn thịt người thì cứ cho nó ăn thịt ta đi. Thế nhưng quỷ thường thích ăn thịt nữ nhân, vừa mềm vừa non, vừa ăn vào mát miệng. Phi Yến cấu mạnh một cái vào bắp chân của Mạnh Thiên Sở, hắn kêu khẽ suýt xoa: À, người điên rồi, chân ta là chân thịt chứ không phải là cái cây. Ai bảo công tử dọa em? Phi Yến phụng phịu. Kinh qua những ngày ở chung với nhau này, đặc biệt là đoạn phán đặc sắc và phong phạm quân tử chân chính của Mạnh Thiên Sở, cách nhìn của hai chủ tớ Phi Yến đối với hắn đã bắt đầu cải tiến. Bọn họ đã nhìn ra về mặt biểu hiện thì Mạnh Thiên Sở rất hung, nhưng nội tâm vô cùng thiện lương, cho nên Phi Yến đối với hắn có mấy phần thân thiết.
hiện giờ bị hắn dọa sợ quá rồi, chẳng còn nghĩ gì nữa, cứ cấu nhéo một cái gió đau vào bắp chuối của hắn. Mạnh Thiên Sở còn định nói tiếp, lúc này chợt từ xa vẳng lại mấy tiếng em bé khóc lớn. Quỷ đến rồi. Phi Yến sợ đến nỗi ôm cả hai tay thật chặt vào cái chân đó của Mạnh Thiên Sở, nhắm tịt mắt lại, vùi mặt vào chân hắn, toàn thân run lập cập. Rất may Mạnh Thiên Sở đứng rất ổn, nếu không bị nàng bất thần ôm mạnh kiểu này, chắc trượt chân té xuống đất là cái chắc. Hắn vội dặn dò, em đừng vội, ngàn vạn lần đừng nói chuyện. Phi Yến nhắm tịt hai mắt, gật gật đầu, vẫn ôm chặt chân của Mạnh Thiên Sở y như cũ. Tuy gò ngực nhọn hoắt của Phi Yến chĩa thẳng và áp sát vào chân của Mạnh Thiên Sở, khiến tâm thần của hắn hơi sao động, nhưng giờ phút này không phải là lúc cảm nhận sự ôn nhu đó. Hắn cầm chắc cung tên, hai mắt khẩn trương tìm kiếm về phía em bé khóc. Thế nhưng tiếng khóc nấc của em bé đột nhiên biến mất, dường như căn bản không hề phát sinh qua, khiến cho Mạnh Thiên Sở hoài nghi vừa rồi không biết mình có nghe sai hay không. Nhưng từ thân hình run bần bật của Phi Yến nép sát vào chân hắn, hắn có thể khẳng định là mình không nghe nhầm. Không nghe được tiếng trẻ em khóc, Phi Yến từ từ trấn tĩnh trở lại, len lén hé mắt nhìn xuống ba phần mộ phía dưới, thấy chúng như ba con mắt đang nhìn lên nàng chừng chừng cười gằn. Sợ quá, giật phát người thêm cái nữa rồi nhanh chóng nhắm mắt lại. Mạnh Thiên Sở nhanh chóng khẩn trương quét mắt về phía có tiếng khóc, nhưng không ngờ tiếng khóc của em bé lại chợt vọng lại nên phía sau họ. Tiếng khóc của em bé đó dường như là kề sát ngay sau tai họ, tiếng khóc thê lương, sầu thương, giọng kéo dài, phảng phất như lâu lắm rồi không bú sữa, đã đói không chịu nổi nữa rồi. Phi Yến sợ quá, suýt rớt từ trên cây xuống, đột nhiên ôm chặt hơn nữa chân của Mạnh Thiên Sở. Nghĩ đến còn hai cái chân thò xuống phía dưới, lỡ như quỷ nhìn thấy, nắm lấy thì tiêu đời. Cô nàng muốn rụt lên, nhưng thân hình đã sợ cứng đờ rồi, trừ hai tay còn ôm chặt chân của Mạnh Thiên Sở, thân hình chẳng động đậy được nửa phân. Mạnh Thiên Sở một mặt nỗ lực đứng vững cái chân bị Phi Yến ôm chặt, nỗ lực chịu thân thể của Phi Yến, một mặt thì khẩn trương nghe tiếng khóc của em bé phía sau đang từ từ tiến sát về phía họ. Phi Yến cảm giác dưới cây phía sau nàng, nữ quỷ đó đang ám em bé khóc lóc từng bước đi về phía họ. Đầu óc của nàng lúc đó trống rỗng, chỉ có một ý niệm, chết chắc rồi, lần này chết chắc rồi. Sự hoảng sợ, chết chóc đã khiến ba hồn sáu vía của nàng tán đi. Nếu như không có cái chân của Mạnh Thiên Sở đang chống chịu, giữ cho tín niệm về sinh mệnh cuối cùng của nàng, chỉ sợ nàng đã bị chết vì khiếp sợ rồi. Mạnh Thiên Sở rất hối hận là bản thân vì để báo phục đã đóng kịch ác lại gọi Phi Yến đi theo. Vạn nhất khiến cho cô bé sợ chết hoặc sợ biến thành kẻ khờ thì cái tội của hắn không thể dung tha được. Nhưng lúc này hắn không dám mở lời an ủi cô nàng, chỉ có thể im lặng cầu cho thần kinh của Phi Yến kiên cường một chút, ráng chịu qua chuyện này. Mạnh Thiên Sở cúi đầu nhìn xuống dưới cây, đột nhiên thấy một bóng trắng nhẹ nhàng thoát qua dưới cây, từ từ tiến về các ngôi mộ mới. Nghe tiếng em bé khóc dưới chân, Phi Yến sợ đến cực điểm, và không ngờ sợ quá nên hơi hồi lại chút hồn. Mở mắt hé nhìn, nàng thấy bên dưới cây có một đám trắng mông lung như một làn khói bay lập lờ trong không trung, ôn nhu và hướng về phía ba ngôi mộ. Đến dưới mộ, bóng trắng đó dừng lại. Dưới ánh trăng có thể nhìn rõ đó là một nữ tử. Một nữ tử nằm ngửa mặt lên trời bay bay trong không trung, tóc dài thật dài bay 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 bay. Nữ tử đó chợt ngước đầu, đột nhiên nhìn Phi Yến cười, hai mắt sáng quắc. Trong lòng của nữ tử đó quả nhiên có ấm một em bé, máu ròng ròng không mặc y phục, trên bụng còn có một cuống rốn chưa cắt, hai chân vẫn còn đá đạp loạn, cái miệng không răng ngoác ra khóc lóc. Chính vào lúc này, một đạo bạch quang lóe lên xuyên thấu em bé đó, tiếng khóc lập tức nín bặt. Thân hình của nữ tử dừng lại một chút rồi biến thành làn khói, một làn khói mỏng chân chính nhẹ nhàng bay lên trời rồi mất hút trong không trung. Phi Yến ngớ ngẩn nhìn theo làn khói đó. Ơ, thì ra là quỷ có thể bay, bay bay rồi không thấy nữa, thật là vui. Đúng lúc này, nàng chợt nghe bên tai vang lên một thanh âm. Phi Yến, Phi Yến, em tỉnh chưa? Quỷ đã bị ta bắn chết rồi, đừng sợ. Chẳng còn có tiếng em bé khóc nữa đâu, Phi Yến. Phi Yến cười ngu ngơ, âm thanh này sao mà quen quá vậy, là ai vậy kìa? Phi Yến cảm thấy thân hình của mình bắt đầu rung lắc, không ngừng lay, dường như là một con thuyền trong bão tố vậy, hay là chiếc lá lay động trong gió thu. Trước đây, nàng thường cùng tiểu thư đi ngắm lá mùa thu rơi, thật là vui. Tiểu thư, đúng rồi, tiểu thư đâu?
tiểu thư dường như là thành thân rồi. Cô gia không ngờ lại là Mạnh thiếu gia đáng ghét này. Mạnh thiếu gia ư? Khi nghĩ đến từ này, cảm giác của Phi Yến bắt đầu trở nên về thân người. Ta không phải là cùng Mạnh thiếu gia bắt quỷ hay sao? Quỷ, quỷ! Phi Yến dùng dãy toàn thân cao giọng ré lên. Quỷ, có quỷ! Đừng sợ, Phi Yến, quỷ đã chết rồi, chẳng thể nào dọa em được nữa đâu. Đúng à, quỷ chết rồi, đúng rồi, quỷ chết thật rồi. Ta nhìn thấy rồi, thấy nó biến thành một làn khói nhẹ, bay lên trời đêm rồi không thấy đâu nữa, quỷ chết rồi. Không cần sợ nữa. Ơ, sao mà toàn thân ấm áp thế này, giống như là nằm dựa vào mền bông mùa đông vậy, thoải mái thật. Phi Yến nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ôn nhu này. Thật lâu sau, nàng từ từ mở mắt, thị tuyết rất mơ hồ, từ từ rõ ràng hơn. Ánh trăng thấu qua kẽ lá nhẹ nhàng lan tỏa, từng điểm linh tinh thật là lãng mạn. Nàng cúi đầu nhìn, thì ra là nàng đang dựa sát vào lòng một người. Người đó cũng ôm chặt nàng, ấm như mền bông. Thì ra người đó ôm vào lòng lại thoải mái và thích thú như vậy. Phi Yến đột nhiên có một cảm giác muốn khóc, muốn khóc cho thống khoái một trận. Không hiểu vì sao, cũng không biết vì cái gì, chỉ muốn khóc. Nghĩ đến khóc, nước mắt nàng như từng hạt chân châu rơi ào xuống dưới. Trước là sụt xịt, sau đó là lai láng tràn trề. Cuối cùng là nằm dựa hẳn vào lòng người đó, khóc tồ tồ như một đứa trẻ đã bị chịu nhiều tủ nhục. Phi Yến cảm giác được người đó đang ôn nhu ôm ấp nàng, một tay đang vòng qua lưng nàng vô vỗ an ủi, giống như lúc còn nhỏ nàng nằm gọn trong lòng mẫu thân, khiến cho người ấm áp tự tin vô cùng. Khóc mệt rồi, nàng đưa tay khẽ ấn vào bờ ngực rộng của người đó, cảm giác tay ướt nhèm. Thì ra nước mắt của nàng đã làm y phục của người đó ướt sũng. Phi Yến ngẩng đầu nhìn, trong ánh sáng mông lung chỉ thấy được ánh mắt thương yêu của Mạnh Thiên Sở. Nàng đột nhiên phát giác Mạnh Thiên Sở kỳ thực là rất đẹp trai, tuấn nhã như vậy. Tuấn nhã đến nỗi khiến bất kỳ cô gái kiêu ngạo nào cũng động tâm. Phi Yến hoảng loạn rời khỏi vòng tay ôm ấp của Mạnh Thiên Sở, thân hình hơi lắc lư rồi phải viện chặt tay của hắn. Bấy giờ mới phát hiện ra thì ra mình vẫn ngồi trên chạc cây lúc nãy. Ký ức dần dần hồi phục, Phi Yến hỏi: "Thiếu gia, em làm sao vậy? Quỷ đâu?" Nói đến quỷ, Phi Yến lại dùng mình, nhịn không được lại nhích sát người vào lòng Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở đỡ vai nàng, dịu dàng bảo: "Đừng sợ, Phi Yến, không phải quỷ. Thế gian này căn bản chẳng hề có quỷ đâu. Thứ tiếng khóc của em bé mà chúng ta nghe thấy kỳ thực là tiếng kêu của một con mèo. Đó là con mèo hoang màu trắng, rất lớn. Nó chạy qua dưới chúng ta, đến trước mộ ăn thịt gà và cá hấp đã bị ta bắn chết rồi. Chờ một chút chúng ta tới xem, đừng sợ nữa. Sau này ở đây không có quỷ nhát nữa đâu, cũng không có tiếng khóc đêm của em bé nữa, đừng sợ à." "Mèo ư? Không đúng à, em vừa rồi rõ ràng là nhìn thấy một nữ quỷ còn quay qua cười với em, còn có một em bé nữa." Nói đến đây, thân hình của Phi Yến bắt đầu run kịch liệt trở lại. Mạnh Thiên Sở vội ôm chặt nàng, dịu dàng nói: "Đừng nghĩ nữa, Phi Yến, cái đó đều là ảo giác, là thiếu gia không tốt, dọa khiếp em rồi, thật xin lỗi, đều là thiếu gia không tốt mà." Thì ra, vừa rồi khi Phi Yến kinh khủng cực độ đã xuất hiện hiện tượng thần kinh thắc loạn thật ngắn, dẫn đến sản sinh ra một loại ảo giác. Nếu như không có Mạnh Thiên Sở ở bên cạnh dùng thân thể và ngôn ngữ kịp thời trị liệu về tâm lý, Phi Yến không chừng đã sợ đến phát điên. Mạnh Thiên Sở rất hối hận, không ngừng an ủi Phi Yến, hết lần này đến lần khác giải thích rằng đó không phải là quỷ mà chỉ là một con mèo. Tiếng khóc nỉ non của em bé kỳ thực cũng là một loại tiếng kêu của loài mèo, sau này sẽ không phải nghe nữa. Dưới sự an ủi dịu dàng và giải thích ghi lại của Mạnh Thiên Sở, hơn nữa không hề nghe thấy tiếng em bé khóc, Phi Yến mới từ từ bình tĩnh trở lại. Mạnh Thiên Sở biết trong khu rừng khủng bố này, nếu như có hiện tượng kỳ quái gì nữa phát sinh, Phi Yến sẽ lần nữa bị đả kích. Khi đó chỉ sợ nàng sẽ phát điên. Chuyện gấp bây giờ là nhanh chóng rời khỏi chỗ này, trở về trong chùa. Chính vào lúc này, xa xa có tiếng người gọi: "Tướng công, Phi Yến!" Thanh âm đó run run chính là của Hạ Phượng Nghi. Tiếp đó lại có tiếng gọi: "Thiếu gia!" "Mạnh thí chủ!" của Lão Hà Đầu và Huyền Âm Phương Trượng. Sau đó hắn lại thấy xa xa có đèn lồng. Thì sao là mọi người ở trong chùa nghe được tiếng khóc lớn của Phi Yến, cho rằng đã phát sinh chuyện gì bất ngờ, đều cùng nhau đi tìm. Mạnh Thiên Sở lớn tiếng trả lời, rồi vui mừng nói với Phi Yến: "Phi Yến, không cần sợ nữa, bọn họ đi tìm chúng ta rồi." Tiếng gọi đó Phi Yến cũng nghe được, tức thời trong lòng đại định, lớn tiếng đáp ứng. Sau khi quay đầu lại,
phát hiện bản thân còn nằm dựa hẳn vào lòng Mạnh Thiên Sở, nên cảm thấy nóng như lửa, run giọng nói: "Thiếu gia, bỏ em ra." Mạnh Thiên Sở bỏ cô bé ra bảo: "Em viện cho chặt, ta hạ xuống trước, rồi tiếp theo em xuống sau." Tiếp theo đó, hắn quẳng cung xuống dưới, thuận theo cành cây leo xuống, rồi đứng ở chạc ba bên dưới, xoạc chân nói với Phi Yến: "Xuống đây, thiếu gia sẽ đỡ cho em, đừng sợ." Leo xuống cây còn khó hơn leo lên cây, Phi Yến không còn cách nào khác, đành theo cách của Mạnh Thiên Sở chỉ. Nhìn gương mặt anh tuấn của hắn, hồi ức lại vòng ngực rộng chắc của hắn, con tim đập như con thỏ đang co giò chạy. Nhắm tít mắt lại, hai tay đưa vịn vịn vào cành cây, từ từ tụt xuống người hắn. Sự động chạm sát thân thể tạo cho Phi Yến cảm thụ thân thiết và ấm áp vô cùng, nhất thời không muốn rời khỏi. Mạnh Thiên Sở khẽ đỡ nàng xuống, sợ nàng no sợ vẫn cứ ôm chặt nàng một chút. Sau đó nghe tiếng gọi tới gần mới tuột xuống đất, làm thêm động tác tiếp đất lần nữa. Khi hai người tới đất, hắn giữ nàng chút rồi vội buông tay, lượm cây cung trên đất lên. Lát sau, Huyền Âm Phương Trượng tay cầm một cây gậy sắt chạy tới trước. "Mạnh thí chủ, hai người không sao chứ?" "Chúng tôi không sao." Mạnh Thiên Sở cười cười: "Quỷ đã bị bắt rồi." "À!" Huyền Âm Phương Trượng múa thiền trượng một vòng, khẩn trương nhìn quanh nhưng không phát hiện được gì. Đến lúc này, Hạ Phượng Nghi và Lão Hà Đầu mang đèn lồng đi tới. Hạ Phượng Nghi chạy đến trước mặt họ: "Tướng công, Phi Yến, hai người không sao đấy chứ?" "Không sao, bắt quỷ mà, chuyện nhỏ như con thỏ, làm gì lại có chuyện chứ?" Mạnh Thiên Sở cười cười. Phi Yến gặp lại Hạ Phượng Nghi, dù sao cũng cảm thấy sự tình vừa rồi giữa nàng và Mạnh Thiên Sở bị Hạ Phượng Nghi biết rồi. Kỳ thực đó chính là cử động trong lúc thần kinh thác loạn, không thể trách được nàng. Nhưng nàng vẫn cảm thấy lòng áy náy, không dám nhìn Hạ Phượng Nghi, cúi đầu đáp: "Thiếu phu nhân đừng lo, Phi Yến không sao." Huyền Âm còn ở đó múa thiền trượng nhìn quanh: "Mạnh thí chủ, cậu không phải là bắt được nữ quỷ đó rồi sao? Quỷ đâu?" Hạ Phượng Nghi nghe thế giật mình rẽ lên một tiếng, chụp bám lấy Mạnh Thiên Sở, áp sát người hắn run bần bật. Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ: "Nếu như vừa rồi không phải là Phi Yến xinh đẹp linh lợi, mà là Hạ Phượng Nghi thanh xuân tú mỹ rúc vào lòng hắn run bần bật, thì cảm xúc sẽ như thế nào đây?" Thế nhưng khi nghĩ đến vừa rồi Phi Yến bị sợ đến suýt phát điên, Mạnh Thiên Sở tràn đầy sự áy náy trong lòng. Hắn vỗ vỗ tay Hạ Phượng Nghi an ủi nàng đừng sợ, sau đó tiếp lấy đèn lồng từ tay Lão Hà Đồ đưa cho Phi Yến. Hắn biết lúc này ánh sáng là tác nhân quan trọng nhất giúp Phi Yến vượt qua sự kinh khủng. Phi Yến cảm kích nhìn hắn tiếp lấy đèn lồng. Mạnh Thiên Sở có bài học lúc nãy, không dám dọa loạn bọn họ nữa, liền bảo: "Đó không phải là quỷ, mà là một con mèo trắng lớn đã bị ta bắn chết rồi. Mèo có tiếng kêu đôi lúc giống như em bé khóc, thường khiến người ta cứ tưởng đó là em bé la khóc, chứ thật sự đó là một con mèo. Và trên đời này căn bản không có quỷ gì cả." Nghe lời này, Hạ Phượng Nghi bán tín bán nghi, nhưng tâm thần hơi định, bỏ tay Mạnh Thiên Sở ra, thò đầu hỏi: "Vậy con mèo đó đâu?" Mạnh Thiên Sở chỉ về phía ba ngôi mộ mới. Mọi người ngước mắt nhìn, trong ánh đèn lồng trên đất quả nhiên có một thứ màu trắng mông lung không thấy rõ ràng. Mạnh Thiên Sở bước tới trước, cúi đầu nhìn, đá một cái thật mạnh vào nó, đắc ý cười nói: "Tiến pháp của ta thật không tệ a, một tên trúng xuyên qua người." Mọi người bước tới nhìn, Phi Yến dọi đèn, quả nhiên thấy ngay chỗ bày thịt cá trước mộ phần có một con mèo trắng lớn đang nằm. Con mèo này có đầu rất lớn, toàn thân trắng bạch, mũi điêu linh tiễn bắn xuyên qua ngực, cắm nó dính chặt xuống đất. Mạnh Thiên Sở giải thích: "Tối hôm qua ta nghe tiếng em bé khóc, lập tức hoài nghi là mèo đang làm trò. Thế nhưng ta chỉ nghe nói tiếng mèo kêu giống như tiếng em bé khóc, chứ ta chưa từng nghe tận tai, do đó không dám nói ra. Tối qua khi chúng ta về phòng ngủ lại nghe tiếng em bé khóc ngoài rừng, rồi cửa sổ ngoài phòng. Ta mở cửa sổ nhìn thấy một bóng trắng từ trên tường thoát cái rồi biến mất. Tuy ta không nhìn thấy đó là mèo, nhưng ta dám khẳng định đó không phải là người. Nhân vì người mà nhỏ như thế thì chỉ mới là hài tử 2-3 tuổi, và hài tử ở tuổi đó không thể nào có hành động nhanh nhẹn như vậy được." Phi Yến lầu bầu: "Chẳng lẽ không phải là quỷ sao?" "Đương nhiên là không phải." Mạnh Thiên Sở cười: "Nhân vì trên thế giới này căn bản không có quỷ. Vừa rồi chúng ta ở trên cây, em có nhìn thấy bóng trắng nhất mực khóc lóc chạy qua dưới cây, sau đó đến trước mộ không?" "Ta khổ luyện cung tên nửa ngày, đúng là không phí. Một mũi tên đã ghim cắm nó xuống đất, tiếng khóc lập tức biến mất, còn nhớ không?" Những gì Mạnh Thiên Sở nói đúng như thứ mà Phi Yến nhìn thấy.
Chỉ có điều lúc đó nàng đã sợ đến thần kinh thắc loạn, sản sinh ảo giác. Bây giờ nghĩ lại mới biết thì ra đó là một con mèo lớn, thế mà làm cho bản thân sợ thảm hại luôn. Huyền Âm nhìn con mèo trắng này thở dài nói: Bần tăng đáng lẽ phải nghĩ ra rồi. Nương tử của ta có lần đến tìm ta ám theo một con mèo trắng nhỏ. Khi nàng ấy treo cổ chết, con mèo trắng không thấy đâu nữa. Thì ra là nó không đi xa, không biết vì sao lại trở về chỗ này. À đúng rồi, Hư Tùng tiểu hòa thượng có nói có thấy một bạch y nữ quỷ bay lượn trong rừng. Kỳ thực là con mèo trắng lớn này nhảy qua lại giữa các cành cây, từ xa xa nhìn không rõ. Hơn nữa nương tử của ông treo cổ ở đây chết rồi mới sinh em bé, còn tiếng mèo thì giống tiếng em bé khóc. Một loạt chuyện như vậy biến thành vụ nữ quỷ ấm con khóc trong rừng à. Kỳ thực chẳng có quỷ gì trong chuyện này cả. Nếu có, chỉ là trong tâm chúng ta có quỷ mà thôi. Huyền Âm Phương Trượng chắp tay tuyên Phật hiệu: A Di Đà Phật. Mạnh thí chủ trong lời có ẩn chứa thiện lý, khiến người ta bội phục. Phi Yến đã bị sợ quá, lại cùng ở với Mạnh Thiên Sở trong rừng này cả nửa đêm, nên đã có phần thích ứng với khí phần khủng bố trong rừng này. Nhưng Hạ Phượng Nghi mới tiến vào, bên cạnh lại có ba phần mộ. Trong rừng tuy không có tiếng em bé gào khóc, nhưng thanh âm kỳ quái đó cứ vang vọng đâu đây, không khỏi kinh tâm đảm phách đề nghị: Chúng ta hay là trở về rồi nói đi. Mạnh Thiên Sở nói: Chờ chút đã, còn muốn làm gì nữa? Hạ Phượng Nghi tái mặt hỏi: Đem chôn con mèo trắng này đi. Huyền Âm Phương Trượng chắp tay nói: Thiện tai, thiện tai. Mạnh thí chủ tấm lòng nhân hậu, tương lai tất thành đại khí. Chờ thêm một chút, bần tăng trở về lấy quốc chim. Nói xong, ông ta cầm tiền trượng sắt đó trở về chùa, lát sau lại vác một cái quốc chim quay trở lại. Lão Hà Đầu nói: Thiếu gia, để lão nô làm cho. Nói xong, đoạt lấy quốc chim, đào một cái lỗ ở cạnh ba ngôi mộ, xong đặt thi thể con mèo trắng sau khi rút mũi điêu linh tiến ra bỏ xuống chôn, rồi mang mấy tảng đá lớn đè chồng lên. Huyền Âm Phương Trượng lầm rầm tụng niệm một đoạn kinh văn, sau đó mọi người mang đèn lồng trở về chùa. Sau khi ngồi ở Đại Hùng Bảo Điện một chút, đêm đã vào canh hai, mọi người chia tay nhau về ngủ. Lão Hà Đầu vẫn ngủ trong gian thiền phòng y như cũ, Mạnh Thiên Sở và Hạ Phượng Nghi, Phi Yến ngủ chung phòng. Hai người họ ngủ trên giường, Mạnh Thiên Sở trải chiếu ngủ dưới đất. Phi Yến nhớ lại sự tình vừa rồi, mặt cảm thấy nóng bừng, nhất mực tránh mắt không dám nhìn thẳng vào Mạnh Thiên Sở. Ngay cả Hạ Phượng Nghi cũng cúi đầu khi nói chuyện, giọng nói dịu dàng khiến cho Mạnh Thiên Sở không tự tại lắm. Hai đêm phát sinh nhiều chuyện như vậy, tới bây giờ mới xem là yên ổn. Ba người nói một hồi rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ. Đêm ấy không có tiếng em bé khóc nữa, ba người ngủ rất ngon. Không những là đêm đó mà từ đó về sau, tiếng em bé khóc cũng biến mất không còn dấu vết. Cũng không biết đó là vì con mèo trắng đã bị Mạnh Thiên Sở bắn chết, hay là vì lữ quỷ nhập trên mình con mèo đó đã bay lên trời tan biến như những gì mà Phi Yến nhìn thấy. Dù sao đi nữa thì từ đó cổ miếu không còn có tiếng em bé khóc ròng nữa, và cũng không phát sinh chuyện quỷ ám nữa. Các tăng lữ đến đây xuất gia tu hành và nghỉ lại chùa ngày càng nhiều dần, hương hỏa cũng từ từ thịnh vượng lên, dần dần biến chùa thành một nơi nổi tiếng và hoành tráng. Sáng ngày hôm sau, Mạnh Thiên Sở cùng mọi người thức dậy rửa ráy, chào từ biệt Huyền Âm Phương Trượng, cưỡi ngựa tiếp tục đi. Đến tập trấn phía trước, Mạnh Thiên Sở đã có chút tiền, nghĩ đến bọn Hạ Phượng Nghi dù gì cũng là phận nữ lưu, dọc đường cưỡi ngựa rất cực khổ, đầu trần lộ mặt không thích hợp, liền mướn ba cỗ xe ngựa, bốn người ngồi xe đi. Dọc đường không có chuyện gì đáng kể, cuối cùng cũng đến Hàng Châu. Trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng, đó là câu nói mô tả cảnh đẹp và sự sung túc của Tô Châu và Hàng Châu. Hàng Châu từ cổ đã phồn hòa, chính là quê hương của cá và gạo Giang Nam. Không những bá tính sung túc mà tao nhân mặc khách cũng nhiều, văn hóa thể hiện vẻ đặc sắc rất riêng. Vừa tiến vào Hàng Châu thành, Mạnh Thiên Sở đi đây đi đó ngắm nhìn xem xét. Hai bên trường thương khách khen đầy, người đi kể lại vô cùng náo nhiệt. Khí hậu Giang Nam hợp lòng người, so với kinh thành áo dài áo rộng có phong vị riêng. Hỏi đường đi xong, mọi người cho xe ngựa tới huyện nha của huyện Nhân Hòa. Thời Minh, Hàng Châu là trị sở của Chiết Giang, các hạt dưới quyền gồm Hàng Châu, Hồ Châu, Thiệu Hưng và các phủ khác. Riêng Hàng Châu phủ bản thân là thủ phủ, tự trong phủ có tới 9 huyện, trong đó huyện Tiền Đường và huyện Nhân Hòa ở trong thành Hàng Châu, trong đó phân biệt quản lý các phường Lý, Ngung, Hương, quan trọng có điểm giống như Ủy ban Nhân dân tỉnh bây giờ. Trong Hàng Châu có 3 cấp chính phủ cùng tồn tại,
cao nhất là Chiết Giang Bố Chánh Sứ Ti, ở giữa là Chi Phủ Hàng Châu, thấp nhất là hai khu chia ra làm Đông và khu Tây của Hàng Châu Thành, cũng chính là huyện Nhân Hòa và huyện Tiền Đường. Chỗ mà Mạnh Thiên Sở cần đến nhận việc hình danh sư gia chính là huyện Nhân Hòa ở khu Đông Thành. Hai chiếc xe ngựa chạy trên đường đá xanh nhắm thẳng nha môn của huyện Nhân Hòa. Khi sắp đến, bọn họ chợt nghe phía trước vô cùng ồn ào, dường như là tranh cãi gì đó. Mạnh Thiên Sở vén rèm xe lên nhìn, thấy trước cửa tám chữ của nha môn huyện Nhân Hòa ken đầy người. Một lão hán tóc bạc đang lý luận cái gì đó với các bộ khoái. Sau lưng lão nhân đó có mấy thanh niên vén tay áo, trên cổ nổi vòng toàn gân xanh, phảng phất như nói một câu không hợp là nhào vào đánh người. Mạnh Thiên Sở dừng xe ngựa lại trước nha môn, lão hà đầu hai tay cầm bái thiếp chen vào đám người. Bấy giờ mới phát hiện ra, thì ra ở trước tượng sư tử đá còn có đặt một thi thể, dùng một miếng vải đắp lại chỉ lộ hai chân. Lão hà đầu giật nảy người, không dám nhìn nữa, cầm bái thiếp bước lên bậc đá của nha môn, khom người nói với mấy bộ khoái: "Thiếu gia của chúng tôi đặc biệt đến đây hội kiến huyện lệnh Thái Chiêu Thái Đại Nhân." Những bộ khoái đó đang cãi nhau với lão đầu đến lúc không còn màng chuyện gì khác nữa, nên không thèm để ý đến lão. Nhưng ở bên cạnh đó có một tiểu bộ khoái nhất mực không chen lời vào được, nên lóng lòng giờ nghe một lão hầu nói cái gì là thiếu gia đến gặp, từng rằng chi huyện lão gia có thân bằng hảo hữu nào đó đến thăm, nếu để lỡ chuyện thì không hay, cho nên liền vỗ vai lão hà đầu chỉ vào một gian phòng bên trong cửa lớn: "Nhị gia môn tử đang ở trong đó, mang bái thiếp đưa cho ông ta." Vào thời Minh Thanh, chủ ấn quan thường thỉnh rất nhiều người giúp việc. Những người này không phải là gia nô đầy tớ, chỉ là quan hệ hợp đồng với chủ ấn quan. Trong đó có trưởng tùy giúp nha môn, truy huyện, sắp xếp việc tiếp khách, gọi là môn tử. Tuyệt đối là người thân tín, hiểu rõ quan hệ của ấn quan. Do đó, lão bá tánh thường xưng hô với ông ta là nhị gia. Lão hà đầu chậm bước tiến vào quan nha, đến môn tử trực ban đó. Môn tử đó đang lấy một cái ghế đặt dựa cửa, cầm một trà hồ dựa ngựa lên ghế xem cãi nhau ở ngoài cửa lớn nha môn. Lão hà đầu bước tới chắp tay: "Nhị gia, Mạnh công tử nhà chúng tôi đặc ý tới đây bái phỏng Thái đại nhân là Tô Châu Tần Giật Vân, Tần trưởng quỹ tiến cử. Đây là thư tiến cử." Nói xong đưa bái thiếp và thư của Tần Giật Vân tiến cử Mạnh Thiên Sở trình lên. Môn tử lười biếng tiếp lấy bái thiếp nhưng không đứng lên đi thông báo. Lão hà đầu nhiều năm làm người hầu, làm sao không biết sự ảo diệu bên trong, lập tức thò tay vào túi móc ra hai điếu. Môn tử đó bây giờ mới đổi nét mặt, cười tươi, đưa hai sâu tiền bỏ vào lòng, sau đó mang bái thiếp và thư tín đi vào nội nha. Lão hà đầu vội vã chạy ra cửa nha môn, ra dấu với Mạnh Thiên Sở, biểu kỳ là đã liên hệ được. Chỉ có điều, lực chú ý của Mạnh Thiên Sở bây giờ lại bị sự tranh cãi giữa hai nhóm người trước nha môn hấp dẫn. Dám tranh chấp với bộ khoái ngay tại nha môn, không to gan bằng trời thì cũng có lý to bằng trời, và xem ra trong chuyện này thì cái lý có phần lớn hơn. Trong lúc Mạnh Thiên Sở đang nghe hứng thú vô cùng thì từ nha môn chạy ra mấy dân trắng và tạo đái, là những người chạy côn dẹp đường hay hầu đứng hai bên công đường khi xử án, chuyên hô uy vũ. Cầm thủy hỏa côn là một loại gậy sơn đầu đen hoặc đầu đỏ, quát to: "Quỳ xuống, quỳ xuống, tránh đường ra hai bên, đại lão gia ra rồi." Lão hán râu bạc cùng mấy thanh niên tráng niên đó vội vã lui xuống bậc đá, quỳ ở hai bên. Các bộ khoái cũng nhanh chóng lui ra, thỏng tai cúi đầu đứng khom. Sự náo nhiệt vừa mới đây ở cửa nha môn lập tức lùi xa. Lát sau, mấy tên tạo đái vây quanh một trung niên mặc quan bào đã hơi phất phì bước ra. Người này có khuôn mặt tròn, nhưng thứ hấp dẫn người ta nhất chính là cái mũi cà chua. Nhìn cung cách của y, nhất định là chi huyện Thái Chiêu của huyện Nhân Hòa. Quả nhiên, lão hắn râu bạc quỳ ở dưới đất lập tức dập đầu chào: "Đại lão gia, cầu xin ngài làm chủ cho chúng tôi, con trai tôi chết oan uổng quá." Quan mũi cà chua hừ lạnh: "Trường lão hán, bổn quan đã nói rồi, sẽ tra rõ chuyện này. Ngươi đưa thi thể đem đặt ở cửa nha môn, đây là chuyện gì đây? Nha môn không phải là nhà của ngươi xây, ngươi chen ở cửa thì làm sao chúng ta làm việc công hả?" Một thanh niên ở sau lưng Trương lão hán quát lớn: "Đại lão gia, ca ca tôi bị vương bộ đầu làm té mà chết, thỉnh đại lão gia cho một lời giải thích đi, nếu không chúng tôi cứ để thi thể ở đây mãi." Quan mũi cà chua nhíu mày: "Được rồi, bản quan hiện giờ có quý khách, chờ một lát sẽ xử lý án của các ngươi." Nói xong bước xuống bậc cửa đến chiếc xe ngựa của Mạnh Thiên Sở.
Mạnh Thiên Sở đã xuống xe, mũi cà chua nhìn đánh giá hắn một chút, cười ha ha, chắp tay nói: Vãn sinh Thái Chiêu, là huyện lệnh bổn huyện, xin hỏi các hạ có phải là Mạnh Thiên Sở, Mạnh tiên sinh? Mạnh Thiên Sở nghe thế, lòng đại định, tên Trần Giật Vân này quả là không hề nói ngoa. Nghe lời của chi huyện Thái Chiêu này, có vẻ như việc hắn trở thành hình danh sư gia không còn là vấn đề gì đáng ngại nữa, liền khom người nói: Không dám, vãn sinh Mạnh Thiên Sở, ra mắt Thái Chi huyện, Thái đại nhân. Trước đó đã nói qua, sư gia và chi huyện có quan hệ thuê dùng. Do sư gia là những người có tài học chuyên môn, được chi huyện mời thỉnh đến giúp xử lý những chính vụ tương quan. Do đó, chi huyện lão gia đối với sư gia đều rất khách khí. Hai bên thường dùng sự ngang hàng mà luận giao. Trong hầu hết tình huống, chi huyện còn đứng ở vị trí kém hơn. Chi huyện Thái Chiêu này chính là do Tần phu nhân nâng đỡ mới trúng cử được làm chi huyện. Trong khi đó, Mạnh Thiên Sở được Tần gia tiến cử. Đương nhiên, Mạnh Thiên Sở cũng không dám tự tôn tự đại, cũng tự xưng là vãn sinh, đều lấy lễ tỏ lòng tôn kính lẫn nhau. Thái Chi huyện cười nói: Mạnh tiên sinh, dọc đường cực khổ, chúng ta vào nha môn rồi nói chuyện. Nói xong, đi song song với Mạnh Thiên Sở vào nha môn. Đến lúc này, cửa để xe vào nha môn đã được mở. Hạ Phượng Nghi ngồi xe ngựa vào nha môn theo cửa này, tạm dừng lại ở giếng trời, không xuống xe, chờ đợi kết quả. Thái Chi huyện đưa Mạnh Thiên Sở vào hoa phòng của nha môn. Đây là một căn phòng đẹp đẽ, có hoa kiểng dùng để tiếp khách quý. Sau khi phân chủ khách ngồi xuống xong, hàn huyên vài câu rồi Thái Chiêu nói: Mạnh tiên sinh đến thật là kịp thời. Ngày hôm qua hình danh sư gia ở đây đã bỏ việc về quê rồi. Trước mắt đang thiếu một hình danh sư gia, ngài tới rồi thì thật là hay quá. Mạnh Thiên Sở cũng rất cao hứng, xem ra bản thân hắn rất may. Nhưng không biết là hình danh sư gia kia vì sao mà bỏ việc. Là Thái Chi huyện đối với y không tốt, hay là trong nhà của y có chuyện, hay là không thể làm tròn trách nhiệm vụ đây? Lời này nhất thời không tiện lên tiếng hỏi. Thái Chi huyện đã xem phần thư bổ sung của Tần Giật Vân liên quan đến chuyện Tần phu nhân bị hại, cùng với quá trình phá án của Mạnh Thiên Sở, thở dài một tiếng. Hồi ức năm xưa, nhà cửa của mình nghèo hèn, toàn là nhờ Tần gia trợ giúp mới có thể hoàn thành nghiệp học, trúng cử, làm đi theo con đường đồ sĩ. Trong lúc cảm thán có dư, ông ta không nhịn được nhỏ vài giọt lệ. Sau khi nói chuyện phiếm xong, Thái Chi huyện gọi cân ban trưởng tùy xếp sắp quan thư bằng giấy đại hồng, cũng là thư nhận việc, để tự tay viết lên đó, rồi đứng dậy cung kính đưa hai tay cho Mạnh Thiên Sở nói: Án theo lý, lễ mời tiên sinh phải đủ đầy, bày yến tiệc đường hoàng, nhưng do hai ngày nay trong nha môn xảy ra vài chuyện, nhất thời không tiện, xin thứ sau này sẽ bổ thưởng. Mạnh Thiên Sở đứng dậy khách khí vài câu, hai tay tiếp lấy quan thư. Quan thư này dùng giấy hồng bao lại, trên đó có ghi: Mạnh Thiên Sở lão phu tử nhận cho. Hắn rút ra một tờ giấy cũng màu đỏ, chỉ thấy mấy chữ quan thư ở mặt trước, mở ra xem thì trong có ghi: Xin mời Thiên Sở Mạnh lão phu tử, trong thời gian Thái Chiêu chi huyện thượng nhậm, làm chuyện về hình danh, lương bổn tháng là 2 lượng, ở cùng trong quán tính cẩn thỏa thuận, giáo đệ là Thái Chiêu kính cẩn trao. Đây coi như là thư chính thức nhận Mạnh Thiên Sở làm hình danh sư gia rồi. Tiền công mỗi tháng là 2 lượng. Trong thời Minh, đây được coi là lương rất hậu hĩnh. Cần phải biết, bổng lộc của quan viên Minh Triều rất thấp. Chi huyện tránh thất phẩm có bổng lộc sau khi trừ hết chỉ còn khoảng 3 lượng. Nếu dựa vào bổng lộc này, đừng nói gì thỉnh sư gia, thỉnh trường tùy, ngay cả nuôi nhân khẩu cả nhà cũng khó khăn. Do đó, họ chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm thêm thu nhập. Trong đó, các quan địa phương chủ yếu thu từ việc ăn chặn bớt thuế thu từ các nơi, tục xưng là hỏa háo. Tiền công của Mạnh Thiên Sở là 2 lượng bạc, tương đương với 2.000 nhân dân tệ ở thời hiện đại. Trong những năm gia tính thời Minh, 1 lượng bạc có thể mua 2 thạch gạo. Lúc đó, 1 thạch ước chừng 94 cân, do đó 2 lượng bạc tiền công này có thể mua tới 180 cân gạo trắng, tương đương khoảng 377 cân. Án chiếu theo tiêu chuẩn, mỗi người ăn 30 cân gạo trắng mỗi tháng thì có thể nuôi được 12 người. Do đó tiền lương của Thái Chiêu trả cho Mạnh Thiên Sở coi như là khá cao rồi. Tiếp theo đó, Thái Chi huyện lấy 6 lượng bạc dùng hai tay đưa cho Mạnh Thiên Sở, gọi là xính lễ. Tiếp đó còn bảo cân ban trưởng tùy an bài một nhà vườn trong nội nha cho cả nhà Mạnh Thiên Sở. Chức sư gia này hàng tháng đều phải đến nội nha để phụ giúp huyện lão gia xử lý chính vụ, cũng là nhân viên cao cấp, do đó được ở trong nội nha với chi huyện lão gia. Mạnh Thiên Sở nói:
Nếu như đã thụ sính lễ, ông chủ có gì sai khiến, xin cứ phân phù. Thái Chi Huyện hơi lộ vẻ khó xử. Án theo lý mà nói, tiên sinh dọc đường mệt mỏi nên nghỉ ngơi 2 ngày. Chỉ có điều trước mắt có một chuyện hơi khó, vãn sinh không có cách gì xử trí. Tần trưởng quỹ trong thư có đề cập, tiên sinh trước đây trong 1 ngày phá liền 2 án, thật là chỉ giúp ta rồi. Chuyện này chỉ sợ phải phiền tiên sinh ra mặt xử lý giùm. Mạnh Thiên Sở cười cười. Ông chủ có phải là nói chuyện đặt xác chết ngay cửa nha môn không? Thái Chi Huyện thở dài gật đầu. Đúng vậy, ngày hôm trước vì Trương lão hán này dùng những nhà hàng xóm có việc kiện nhau kéo tới nha môn, văn sinh đã phát phiếu hòa giải cho bộ đầu Vương Dịch và bộ khoái Tống Tường, Tống Vũ đến điều giải. Không ngờ Vương Dịch lỡ tay xô con trai của Trương lão hán ngã ngửa, trưa ngày hôm sau thì chết. Cả nhà Trương lão hán nhận định là lỗi của Vương bộ đầu, do đó từ ngày hôm qua họ đã đặt xác trước nha môn, yêu cầu truy cứu trách nhiệm của Vương bộ đầu lỡ tay giết người, còn muốn bồi thường tiền chôn cất nữa. Vậy cha rõ sự tình, nếu như đó thật là lỗi của Vương bộ đầu bắt đi trị tội thì xong chứ gì? Khó là khó ở đó, đừng nói gì Vương bộ đầu theo ta nhiều năm, chuyện này về tình lý cũng khó hạ thủ. Cứ lấy việc luận việc, án này có mấy ngỗ tác tiến hành nghiệm thi rồi, chỉ phát hiện thi thể của Trương lão đại có một chỗ sưng bằng con ốc sau đầu, trên người chẳng có vết thương nào, thế mà lại chết. Ngô Tác cũng không nói rõ là đầu bị đụng mà chết. Vương bộ đầu cứ nhất mực kêu oan, rốt cuộc có phải là Vương bộ đầu đẩy té gây ra tử vong hay không thì không thể tra rõ. Ta đã giam Vương bộ đầu lại, nhưng gia đình Trương lão hán có Trầm Nãi Xuân chi huyện hậu thuẫn, không chịu không buông, đòi phải lập tức đưa ra kết quả khiến chúng vừa ý. Kết quả 1 ngày chưa có thì thi thể của con trai nhà họ cứ đặt ở cửa nha môn hoài vậy. Mạnh Thiên Sở nhíu mày. Hiện giờ án này đối phương có chi huyện, huyện Tường Đình chống lưng, lại có áp lực của phủ Hàng Châu, thi thể cứ đặt trước cửa nha môn rồi mọi người vây quanh xem, tạo ra áp lực dư luận, không đưa ra kết quả có sức thuyết phục thì khó có thể làm hài lòng các phía. Nếu như Thái Chiêu vì thế mà bị bãi quan thì chẳng phải cái chức hình danh sư gia của hắn chẳng làm được bao nhiêu ngày thì bị rớt chức. Do đó vì mình vì người, chuyện này hắn phải tận năng lực xử lý mới được. Mạnh Thiên Sở nói: Ông chủ không cần phải lo, chuyện này cứ giao cho vãn sinh xử lý là được rồi. Thế thì phiền tiên sinh vậy, không biết tiên sinh định xử lý án này như thế nào? Chuyện liên quan đến vận mệnh sĩ đồ của mình, Thái Chiêu không khỏi lo lắng nên quan tâm hỏi. Trước hết hỏi Vương bộ đầu và bộ khoái Tống Từng Vũ đó trước, hiểu sự tình đã kinh qua xong, sau đó giải phẫu thi thể, tra rõ Trương lão đại vì sao mà chết, xác định được nguyên nhân tử vong rồi, từ đó quy trách nhiệm thuộc về ai nên xử lý thế nào sẽ dễ dàng rồi. Thái Chiêu gật đầu. Tiên sinh nói lời này có lý. Xong chuyển thân lệnh cho Vương bộ đầu và Tống Tường Vũ lên. Chẳng mấy chốc, một bộ khoái thân hình thấp bé bước vào ôm quyền thi lễ. Thái Chiêu giới thiệu: Tống bộ khoái, vị này là Mạnh Thiên Sở, Mạnh tiên sinh, hình danh sư gia do bổn quan mới mời về. Sau này những án liên quan đến hình danh đều quy cho ông ta phụ trách, các ngươi phải hiệp trợ cho tốt vào. Dạ. Tống Tường Vũ không người đáp ứng, chuyển thân thi lễ với Mạnh Thiên Sở. Thuộc hạ Tống Tường Vũ cung kính tuân theo mệnh lệnh của tiên sinh. Mạnh Thiên Sở liền đáp lễ. Lúc này hai cấm tốt đưa một trung niên nam tử mặc quần áo tù bước vào. Nam tử này thân hình khôi ngô, thể cách tráng kiện, chỉ có điều mặt mũi ủ rũ, thần tình thảm hại vô cùng. Y tuy mặc đồ tù nhưng chân tay không mang xích, cũng không mang gông ở cổ. Thái Chiêu giới thiệu, thì ra người này là hiểm nghi nghi phạm Vương Dịch, Vương bộ đầu. Sau khi làm lễ ra mắt xong, Vương bộ đầu và Tống Tường Vũ được cho ngồi. Mạnh Thiên Sở nói: Bỉ nhân được Thái đại nhân tin dùng làm hình danh sư gia, án này do bỉ nhân phụ trách, hiện giờ muốn thỉnh hai vị đem sự tình đã kinh qua kể lại hết cho. Vương Dịch thở dài đáp: Chuyện này chỉ trách tôi quá lỗ mãng. Nhà hàng xóm của Trương lão hán là Giang gia, có mái nhà chìa qua nhà Trương lão hán. Khi mưa lớn, nước thuận theo mái nhà chảy vào vườn của Trương lão hán. Mưa nhỏ thì còn đỡ, mưa lớn thì nước mái nhà của hai bên đều chảy vào vườn của Trương gia, khiến cả vườn ngập nước. Nước chảy vào nhà ngập tới đầu gối. Trước đó hai nhà quan hệ rất tốt thì không sao, nhưng sau đó căng thẳng nên xảy ra vấn đề. Trương lão hán kiện đến nha môn, Thái đại nhân phát phiếu làm hòa, bảo tôi và Tống Tường Vũ tới điều giải. Tới lui 3 lần, 2 lần trước còn thuyết phục Giang gia xuất tiền làm máng,
xối đưa nước mưa ra ngoài. Nhưng sau đó Trương Gia không chịu, yêu cầu Giang Gia phải phá bỏ phần mái nhà chìa qua đó để nó lui ra ngoài tường nhà của họ. Mạnh Thiên Sở chen lời: mái nhà đó nếu có thể thu gọn lại mấy xích rời ra khỏi vườn của Trương Gia thì không phải giải quyết triệt để rồi hay sao? Vương Dịch đáp: đúng là như vậy, nhưng vấn đề là Giang Gia xây nhà trước dựa vào đất nền nhà họ mà xây, trong khi đó vườn của Trương Lão Hán là dựa vào đất nền nhà của họ mà xây. Vì thế mái nhà chìa vào vườn của Trương Gia. Bây giờ nếu phá bỏ phần mái nhà đó cho lùi lại thì phải phá bỏ hết toàn bộ phần bên nhà của Giang Gia. Nếu như thế thì toàn bộ nước mưa sẽ trực tiếp đổ vào tường. Vì thế Giang Gia không chịu. Điều này liên quan đến vấn đề quyền sở hữu về không gian thượng tầng của dân pháp. Hình pháp thời cổ đại nhìn chung là coi nhẹ về dân sự, cho nên có rất nhiều quy định mơ hồ, sơ sài. Hơn nữa, chịu ảnh hưởng tư tưởng trọng nghĩa khinh lợi của Nho gia, những án về dân sự đại đa số đều giải quyết theo lối hòa giải. Hòa giải kỳ thực là cả hai bên đều bỏ đi quyền lợi mà đuổi theo nghĩa. Điều này nếu so sánh với tư tưởng nhân quyền của trời phương Tây quả thực là khó có thể tưởng tượng, cho nên Tây Phương mới gọi đây là kinh nghiệm Đông Phương. Mạnh Thiên Sở từng học qua dân pháp ở Học viện Hình Cảnh, thế nhưng toàn là những điều cơ bản, quyền lợi về không gian chẳng hiểu được bao nhiêu. Huống chi hiện giờ hắn đang ở Minh Triều thịnh hành tư tưởng Nho gia, không thể nghiên cứu sâu hay suy xét theo hướng chú trọng quyền lợi như pháp luật thời hiện đại. Đối với quan hệ hàng xóm, dân pháp hiện đại cũng chủ yếu tập trung vào việc xử lý lợi cho việc sinh sản, tiện cho sinh hoạt, đoàn kết hỗ trợ, công bình hợp lý. Do đó Mạnh Thiên Sở chuẩn bị dùng nguyên tắc này thử áp dụng vào án kiện mái nhà của hai bên hàng xóm chĩa vào nhau, và thậm chí sẽ áp dụng xử lý những án kiện về dân sự đại loại như thế này sau này. Mạnh Thiên Sở nói: Giang Gia lúc đó xây dựng phòng ốc đã nghĩ đến vấn đề tránh nước mưa, họ xây dọc theo nền nhà, cho nên mái nhà phải chia ra bên ngoài, lấn vào địa giới của nhà người khác. Chuyện này cho thấy Giang Gia vô lý, có lỗi trước. Đương nhiên phòng ốc đã xây xong rồi, nếu vì mái che mưa mà phá luôn xây lại phòng thì rõ ràng là không thể. Còn nếu thu suốt mái nhà về địa giới của họ thì sẽ làm ướt tường nhà. Vì vậy, các ngươi muốn cho Giang Gia xuất tiền làm lại mắng nhà, xối chuyển nước mưa ra ngoài, đó là biện pháp khả thi nhất. Vương Dịch vỗ đùi, rõ ràng là có cảm giác gặp người hiểu mình. Đúng là như thế, ngay tiên sinh cũng nói như vậy, cho thấy cách xử lý của chúng tôi là thỏa đáng. Thế nhưng Trương Gia không ngờ lại không chịu. Mà không, chuẩn xác mà nói thì trước đó đã đáp ứng rồi, sau đó lại phản đối lại. Khẳng định là chủ ý của Trầm Lãi Xuân, Trầm Chi Huyện muốn làm cho lão gia của chúng ta mất mặt đây mà. Thái Chiêu nói: Vương Bộ Đầu, rất may là tiên sinh là người nhà, loại lời vô căn cứ như thế này sau này đừng nói nữa. Vương Dịch vội vã không người đáp ứng, nói tiếp: chúng tôi đến điều giả lần thứ ba, Trương Gia nặng nặc đòi bức Giang Gia phải hủy mái hè. Hai nhà náo loạn cả lên, con trai lớn của Trương Lão Hán là Trương Lão Đại trùng sấn tới định đánh người của Nhang Giang Gia, bị tôi kéo lại xô ra, y đứng không vững té xuống đất, sau đầu chạm phải một cái ghế dài, ôm đầu kêu đau mãi. Lúc đó tra xét thì sau đầu nổi lên một cục u cực lớn. Kính thưa các bạn, tập 7 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Hôm nay mình hơi bị đau cổ nên không đọc dài được, mong mọi người thông cảm. Hôm sau mình sẽ đọc bù. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.